Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận 93 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 58 ca đã được cách ly, 6 ca ở khu vực phong tỏa, 29 ca chưa cách ly, phần lớn trên địa bàn quận Sơn Trà. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến cảng cá Thọ Quang vẫn tiếp tục ghi nhận hàng loạt ca mắc COVID-19 mới, với 77 ca được ghi nhận, nâng tổng số người mắc liên quan đến cảng cá lên 391 trường hợp. Đây vẫn đang là chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao trên toàn thành phố. Trong ngày hôm nay, thành phố cũng đã xét nghiệm trên 51.270 mẫu, đã phát hiện và cho quay đầu xe nhiều trường hợp vào thành phố không đúng quy định. Cho đến nay, các địa phương cũng đã thu hồi và xử phạt hàng trăm giấy đi đường không hợp lệ. Điển hình như quận Hải Châu với hơn 300 trường hợp, Thanh Khê 500 trường hợp và các quận huyện khác, mỗi quận ít nhất 200 trường hợp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các sở ngành quận huyện tập trung cao nhất để kiểm soát việc giãn cách trong thời điểm này, nhất là phải kiểm soát chặt người dân ngay từ trong các khu dân cư. Đối với các doanh nghiệp, các sở ngành theo từng lĩnh vực lập danh sách cụ thể và phê duyệt với những đơn vị có hoạt động sản xuất thiết yếu, kiên quyết không cho phép hoạt động với những trường hợp còn lại. Đồng thời đề nghị các địa phương có phân cấp thẩm quyền hợp lý trong việc cấp giấy đi đường cho người dân, điều động và bổ sung thêm các lực lượng để tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử phạt các trường hợp vi phạm, liên tục tuyên truyền các chủ trương để người dân nghiêm túc chấp hành.